Giá tiêu được chúng tôi cập nhật vào lúc 4 giờ ngày 18 tháng 9 năm 2024. Lưu ý, các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch. Giá tiêu hôm nay ngày 18 tháng 9 năm 2024, giá tiêu ổn định trên thị trường thế giới dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước. Hiệp hội hồ tiêu quốc tế IBC đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 16 tháng 9, theo giờ địa phương như sau. Giá tiêu đen Lampung của Indonesia giữ ổn định ở mức 7.562 đô la mỗi tấn. Tương tự, giá tiêu trắng muôn to cũng giữ ổn định ở mức 9.121 đô la tấn. Riêng giá tiêu đen Asta 570 của Brazil giảm mạnh 4,11%, xuống còn 7.000 đô la tấn. Giá tiêu đen Asta của Malaysia đi ngang đạt 8.800 đô la mỗi tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Asta của nước này cũng đi ngang, đạt 10.900 đô la tấn. Giá tiêu các loại của Việt Nam được giữ ổn định. Cụ thể, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 GRL đạt 6.800 đô la mỗi tấn, loại 550 GRL đạt 7.100 đô la tấn. Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam giữ ổn định ở mức 10.150 đô la tấn. Số liệu của Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 8 năm 2024, xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam sang thị trường Đức đạt 1.080 tấn, trị giá 6,4 triệu đô la mặc dù giảm 24,4% về lượng và 29,2% về trị giá so với tháng trước, nhưng tăng tới 74,2% về lượng và 2,4 lần về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 8 tháng đầu năm, xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường này đạt 12.133 tấn tương đương trị giá 63,7 triệu đô la tăng mạnh 97,5% về lượng và 2,5 lần, 151,8% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, Đức đã vươn lên vị trí thứ hai về thị trường xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam, chỉ sau Hoa Kỳ, với thị phần tăng từ 3,3% của cùng kỳ lên 6,6% trong 8 tháng đầu năm 2024. Còn theo số liệu từ cơ quan thống kê châu Âu, Eurostat, nhập khẩu hồ tiêu của Đức cũng đang tăng lên. Tính đến hết tháng 6 năm nay đã đạt 12.029 tấn, trị giá 57,6 triệu ơ, tăng 25,4% về lượng và 31,4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Đức hiện đang là nhà nhập khẩu tiêu lớn nhất tại Liên minh châu Âu và Việt Nam là quốc gia cung cấp lớn nhất cho nước này. Trong đó, nhập khẩu tiêu của Đức từ Việt Nam trong 6 tháng đầu năm đạt 6.652 tấn tăng 67,7% so với cùng kỳ và chiếm hơn một nửa, 55,3% tổng lượng tiêu nhập khẩu của nước này, đồng thời mở rộng đáng kể so với thị phần 41,4% của nửa đầu năm 2023. Giá tiêu nhập khẩu của Đức từ Việt Nam trong 6 tháng đầu năm đạt bình quân 4.420 đô la mỗi tấn, tăng 11,3% so với cùng kỳ. Mức giá này cũng cao hơn so với con số 4.074 đô la tấn của Brazil đối thủ cạnh tranh chính tại thị trường này. Nhận định về thị trường tuần này, các chuyên gia cho rằng sẽ bị ảnh hưởng từ việc phát giảm lãi suất 0,25 hay 0,5 điểm trong cuộc họp chính sách diễn ra mấy ngày tới. Thông tin giảm lãi suất đã đẩy đồng USD suy yếu thời gian quá, giúp cho các thị trường hàng hóa khởi sắc. Trong đó có hồ tiêu, trên bình diện toàn cầu, cộng đồng hồ tiêu quốc tế cũng ghi nhận tuần qua không có quốc gia nào báo cáo giảm giá hồ tiêu. Cùng với đó, lực mua tăng từ các thị trường và mối lo nguồn cung vẫn là hai lý do thường trực kỳ vọng tiếp tục thúc đẩy giá tiêu tuần này. Chuyên gia dự báo, nếu tiếp tục giữ được đà tăng như từ đầu tháng, thị trường nội địa tuần này có thể cán mốc 160.000 đồng kg. Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm trong nước tiếp tục giữ ổn định, giao động quanh ngưỡng 152.000 đến 155.000 đồng kg. Cụ thể ở khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk giảm nhẹ 1.000 đồng mỗi kg, xuống còn 155.000 đồng kg. Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai giữ ổn định ở mức 154.000 đồng kg. Giá tiêu hôm nay tại Đắk Nông cũng giảm nhẹ 1.000 đồng mỗi kg, xuống còn 155.000 đồng kg. Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay tại Bà Rịa, Vũng Tàu và Đồng Nai giữ ổn định ở mức 155.000 đồng kg. Giá tiêu hôm nay tại Bình Phước cũng được giữ ổn định ở mức 152.000 đồng mỗi kg.